Năm 2023 đánh dấu một năm đầy sôi động trong làng điện ảnh Hàn Quốc, với sự ra mắt của nhiều tác phẩm xuất sắc và đa dạng thể loại. Các bộ phim năm nay mang đến cho khán giả không chỉ những câu chuyện hấp dẫn, mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về cuộc sống và con người. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Heo điểm qua danh sách 10 bộ phim Hàn Quốc hay nhất nửa đầu năm 2023 ngay trong video này nhé! 10. Trả đũa, tiền bạc và quyền lực. Trả đũa, tiền bạc và quyền lực là một tác phẩm điện ảnh mang câu chuyện về những cá nhân táo bạo đương đầu với một tổ chức tội phạm tài chính tiếp tay cho hệ thống pháp luật. Họ không lựa chọn im lặng trước áp đặt của quyền lực, sự bất công mà đấu tranh mãnh liệt theo phong cách riêng của mình. Có thể nói, Trả đũa, tiền bạc và quyền lực là một trong những bộ phim hành động kịch tính về thế giới tài chính. 9. Luật sư Lee Hon-jin. Trong bộ phim Luật sư Lee Hon-jin, câu chuyện tập trung vào nhân vật Shin Sung-han do Cho Se-ung-woo thủ vai, một nghệ sĩ piano tài năng và giáo sư tại một trường nhạc viện ở Đức. Sau cái chết đột ngột của em gái, anh trở về Hàn Quốc và chuyển nghề thành luật sư chuyên về ly hôn. Bằng sự thông minh và sự độc đáo của mình, anh giúp các khách hàng giành chiến thắng trong các vụ ly hôn phức tạp, đồng thời tích lũy kinh nghiệm để bảo vệ cháu trai thoát khỏi sự âm mưu của người mẹ kế. Phim mang đậm nét nhẹ nhàng, không tạo ra căng thẳng quá mức, nhưng vẫn thu hút khán giả bởi sức quyến rũ của các nam diễn viên trung niên và chủ đề tập trung vào gia đình. 8. Sòng bạc, phần 2. Tiếp nối phần đầu đầy biến động, bộ phim tội phạm mang tên Sòng bạc tiếp tục mang đến một giai đoạn thư giãn hơn nhiều trong phần 2. Dựa trên bối cảnh ở Philippines, Choi Min-sik đảm nhận vai một doanh nhân Hàn Quốc thông minh, xây dựng một đế chế sòng bạc ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông bị liên quan đến một vụ án giết người, gây đảo lộn cuộc sống và cả những gì ông đã xây dựng. Ông trùm buộc phải đặt cược mạng sống để tự cứu mình khỏi bờ vực sụp đổ. Trong khi đó, Son Suk-woo, một viên cảnh sát, đang cố gắng truy tìm và đánh bại ông trùm. Mặc dù mô típ của bộ phim không mới mẻ, nhưng chủ đề tội phạm cùng với dàn diễn viên tài năng đã khiến Sòng bạc 2 trở thành một tác phẩm không thể bỏ qua. 7. Phong hậu. Phong hậu là một tác phẩm hướng tới việc khích lệ và ủng hộ quyền lợi của phụ nữ. Trong phim, Kim Hee-ae thể hiện vai trò là giám đốc chiến lược của tập đoàn Eun-sung, một tập đoàn quyền lực ở Hàn Quốc. Bằng sự thông minh và tinh tế, cô ấy giúp gia đình tài phiệt giải quyết nhiều vụ bê bối trong đời tư. Tuy nhiên, khi chứng kiến một sự kiện đáng tiếc khiến một nữ thư ký trẻ mất mạng trước mắt, cô thức tỉnh và từ chối trở thành công cụ cho những người giàu có, tàn ác và tội lỗi. Thay vào đó, cô ấy chuyển hướng ủng hộ một nhà hoạt động nhân quyền do Moon So-ji thủ vai trong cuộc vận động tranh cử trước thị trường Seoul, đối mặt trực tiếp với gia đình quyền thế trước đây. Một yếu tố hấp dẫn trong phim là việc tiết lộ những bí mật bẩn thỉu bên trong giới chính trị và tài phiệt Hàn Quốc. Phim cũng tôn vinh sức mạnh và bản lĩnh của phụ nữ trong những tình huống khó khăn nhất. 6. Vinh quang trong thù hận, phần 2. Vinh quang trong thù hận phần 2 tiếp tục theo chân một người phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực học đường do Song Hye-kyo đóng và cách cô trả thù những kẻ bắt nạt mình trong trường trung học sau 20 năm. Khác với diễn biến chậm, tập trung vào giới thiệu nhân vật và lý do đằng sau trong phần 1, phần 2 của phim mang lại sự hài lòng cho khán giả khi chứng kiến hành động trả thù của nữ chính và sự trừng phạt đối với những kẻ ác. 5. Nữ hoàng mặt nạ. Mặc dù tỷ lệ người xem không đạt được như kỳ vọng, thế nhưng Nữ hoàng mặt nạ vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả, nhiều nội dung trinh thám sâu sắc, hấp dẫn và nhiều tình huống bất ngờ. Bộ phim kể về câu chuyện của 4 phụ nữ vướng vào một vụ án giết người. Nữ chính bị 3 người bạn phản bội, đổ lỗi và buộc phải rời nước chạy trốn sang Mỹ. Sau 10 năm, cô trở về quê hương với quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau mọi chuyện. 4. Một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ là bộ phim có bối cảnh vào năm 1990, xoay quanh nhân vật Park Ha-ki-ang do Lina Jung thủ vai, một giáo viên dạy văn học của Hàn Quốc. Để thoát khỏi căng thẳng, áp lực và kỳ vọng trong cuộc sống và công việc, Park Ha-ki-ang quyết định dành thời gian cho những chuyến đi một ngày vào thứ bảy. Trên những chuyến đi ngắn này, cô khám phá những địa điểm mới, thưởng thức những món ăn ngon và gặp gỡ những nhân vật đầy màu sắc. Với những người không ưa thích các tác phẩm chính kịch đậm chất u tối, Một ngày nghỉ là một lựa chọn phù hợp. Bộ phim mang đến không chỉ những hình ảnh du lịch hấp dẫn và đẹp mắt, mà còn chứa đựng thông điệp chữa lành và tươi sáng. 3. Khóa học yêu cấp tốc. Khóa học yêu cấp tốc khám phá một câu chuyện tình yêu giữa một cựu vận động viên quốc gia và một giảng viên nổi tiếng. Từ hai người hoàn toàn xa lạ, họ trở nên kết nối với nhau thông qua một loạt tình huống bất ngờ. Ví dụ như, cháu gái của nữ chính muốn tham gia lớp ôn thi đại học do nam chính dạy, hoặc nam chính có khẩu vị khó tính nhưng lại cảm nhận được hương vị đặc biệt từ quán ăn do nữ chính mở. Phim mạnh về yếu tố lãng mạn, một trong những điểm mạnh của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài tình yêu oan gia, bộ phim cũng phản ánh các chủ đề xã hội như áp lực thi cử, hệ lụy của thành tích và những vấn đề khác. 2. Người thầy y đức. Sau thành công của hai mùa trước, Người thầy y đức trở lại với mùa mới,
tiếp tục khám phá cuộc chiến để cứu sống bệnh nhân của những y bác sĩ tận tâm tại một bệnh viện có cơ sở vật chất còn hạn chế ở một thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc. Một điểm hấp dẫn đặc biệt của phim là những ca cấp cứu và phẫu thuật cứu người được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tư. Ngoài ra, câu chuyện riêng biệt của từng nhân vật cũng mang đến sự hứng thú cho khán giả. 1. Chó săn công lý. Chó săn công lý tạo ra một bức tranh về cuộc sống khó khăn của tầng lớp thu nhập thấp. Sau đại dịch Covid-19, Kim Gun-gu do Gujo Hwang đóng, một võ sĩ quyền Anh triển vọng, buộc phải từ bỏ giấc mơ đấu trường để làm việc cho chủ tịch Choi Tae-ho, một ông chủ cho vay với lãi suất cao để trả nợ cho mẹ của mình. Cùng với Hong-gu, Kim Gun-gu trở thành những chó săn tài ba nhất của Choi Tae-ho, đối mặt với kẻ phản diện Kim Jong-il. Trên đây là danh sách 10 bộ phim Hàn Quốc hay nhất nửa đầu năm 2023 mà Tuti Heo muốn chia sẻ tới bạn. Bạn thấy bộ phim nào ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.